tiếp tục. Chứ các bạn là đang là cửa khẩu cái bơi hiện. Anh em vừa làm cái thủ tục để xin phép để qua cửa khẩu rồi. Là cái thủ tục qua cửa khẩu quốc tế và đặc biệt là qua bên kia nước bạn thì các thủ tục phải được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Hơn nữa bây giờ nó gần Tết rồi cho nên là cửa khẩu này nó là một cái điểm rất nhạy cảm về vận chuyển hàng hóa cho nên là sự kiểm tra rất là gắt gao đấy. Không đâu. Nhìn trời tình hình quân hậu đang nóng thêm nữa khu vực cửa khẩu. Đây là cửa khẩu Tế Bình và đó là cái chính đi vào phía bên trong và đồng tránh vào phía cái cột mốc và ba biển hiện tại thì nó đang không có nắng đang treo cao ở đó hết. Bây giờ đang xây cái trạm mà lại xây cái trạm mới gì nữa à? Hả? Bây giờ lại xây một cái trạm mới gì nữa à? Trạm với cái cổng chào rất hành trình. Còn đây trạm đây sự tài trợ của cục 36A. 36A cục chuyên quan chuyên bò qua bên này. Rồi đây thấy là đường rẽ vào cửa khẩu của đi và lên cửa khẩu ba biên, cột mốc ba biên. Đây là đường tuần tra biên giới. Anh em chúng tôi đang ở trên cái đường vào tuần tra biên giới. Và phía trước là các bạn nó là cái đường bê tông ạ. Đường này xanh lại được này. Đường tuần tra biên giới mà. Đường tuần tra biên giới này đi thẳng vào đến tận miền Tây Nam Bộ ấy được. Đi dọc Gia Lai đi xuyên sang các Đắk Lắk, có nghĩa là dọc biên giới mình luôn. Đến Campuchia thì chưa thống nhất được mấy, chưa làm được mấy thôi chứ còn Lào là hết luôn. Trong các bạn rồi mới sang và thống nhất đây làm hết đấy. Bây giờ vlog mình là Nam và hiện tại mình đang còn Lào là làm dọc hết rồi. Đến Trường Sơn là xong hết rồi. Xe của bạn Hùng để vào cái cột mốc ba biên, cột mốc ba biên Việt Nam, Campuchia và Lào. Và cái trong đây thì có một cái đền thờ anh hùng liệt sĩ tại cột mốc ba biên. Đây là cái hành trình để được tuần tra biên giới. Các bạn có thể thấy hai bên là đồi núi không. Làn xe thì chỉ có vừa hai chiếc xe tranh nhau thôi. Thì trên cái chuyến của Bắc Hà vào thăm chơi, thì bác đi thăm cửa khẩu và một số những địa danh rất thiên nhiên ở lên trên cái này, rất thiên nhiên, không phải ai cũng có thể đến được đâu, phải rất đến được những cái nút thắt này, quan tâm đến cái tình đến đây, có cửa khó đi, hai đó là mọi người đưa đi xe máy thì hơi mệt chút. Con đi với sao nhái? Sao đứng lại? Thì hôm trước mình có đi nhưng mà góc ít quá nên là quay thì nó cũng được mà nó chụp lắc được nhiều không? Bốn năm mà thế nó úi lên hả? Này thì bọn này cũng này nó đang ở bốn năm. Để tôi hỏi cái thế nào? 4 năm à? Cái gì biết? Hai bên là núi, núi đường bê tông được qua cột mốc qua biên. Cái này thì xe mấy chỗ xe nó lên chưa thể vào được. Các bạn là đi du lịch và đến Kon Tum và đi thăm các địa danh thì đây là một trong những cái địa danh mà nhiều du khách quan tâm, một cái vị trí
mốc rất thiêng liêng. Đó là cái cột mốc 3000 của biên giới giữa Việt Nam cũng chỉ và Lào. Thì một chút nữa đi lên một cái trạm kiểm soát của đội biên phòng đi dừng lại thì cũng là một xin phép các anh các đồng chí ở trạm xong rồi lên chút nữa phải đi bộ lắm ạ, bộ trèo mấy chục bậc ạ, cần chưa có biết bắt xe nữa nó cao mày gái mà thành mang bạn gái mấy trăm bậc. Đâu không phải trạm 18, nó ở bên đất Campuchia. Đây không phải trạm 18. Đó. Tháng này hả? Ờ. Không làm được rồi, để tao coi thế nào lắm. Để lên chiều lên. Đây sao được à, quay 5 tiếng đây. Máy thành à? Máy thành cái máy này thì đây hả? Thẻ 4000 rồi. Đây con đường này là của Bộ Quốc phòng này, nhưng mà làm theo công nghệ UA giám sát, cho nên các bạn thấy nền bê tông nó lắng gió của Trường Sơn Tây này mà đường phẳng như là chảy lụa. Mình đi mấy lần, đi một lần, lần này là thứ hai. Nhưng lần cái này là nó làm công nghệ của UA này, UA giám sát này. Ba cụ. Nước anh em, mấy nước anh em xã hội chủ nghĩa bê tông phẳng như chảy lụa đấy. Đây là thuộc Trường Sơn Tây đúng không? Đây Trường Sơn Tây đấy. Tây Trường Sơn. Tây Trường Sơn. Đông Trường Sơn ở bên kia. Đông là bên Ngọc Linh. Bên Quảng Ngãi đấy là Đông Trường Sơn. Có cái bài hát mà Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đấy. Bên thì bên này là giáp Lào, Campuchia, nắng như đổ lửa, nhưng bên Trường Sơn Đông thì lại mưa rào, rét. Thế mà thời chiến tranh là các cụ ở bên kia lại yêu sang bên này, cô dân công thanh niên trung phong yêu cô chú bộ đội mình, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Xin giới thiệu các bạn, đây là vẫn là tiếp tục cái hành trình của đường tuần tra biên giới, đường đi vào cửa khẩu vào cột mốc 3000 tại biên giới của Việt Nam. Cái bởi thì xã Bởi thì cách thị trấn Phong Hồi tổng chính xác là tầm 20 km đi vào phía Lào. Đây là cái đường mà đi thẳng vòng qua biên. Chút nữa thôi thì sẽ đến cái cột mốc qua biên. Với cột mốc cách đây giờ này họ mới chỉnh trang lại, ba đường mới chỉnh trang lại. Mình không có điều kiện đi vào. Quay lại cái hành trình và giới thiệu đến các bạn cái đường vào cửa khẩu và cái đường vào cái cột mốc 3000 nó như thế nào, mình quay chọn luôn, quay chọn luôn để các bạn có thể thấy được cái đường, cái mùa khu này thì đi, mùa khu này thì đi rất là thuận lợi, không có vấn đề gì, mùa đường thì cũng kéo dài nhưng mà này thì đi, các bạn phượt có thể dùng xe máy thì đi rất thoải mái, và đi ô tô thì các bạn có thấy là bọn mình đang đi trên chiếc xe máy chủ. Tại nắng rất thuận lợi cho việc đi tham quan của mình. Này thì anh em lái xe mà trong cái phục vụ
xe khách du lịch thì có thể là like lại cái video này để giới thiệu cho anh em khách họ cần mà đi họ có thể xem qua họ sẽ biết được cái đường nào. Mình quay nhiều video hành trình cái đường vào Batum rất anh em cũng rất quan tâm xem cái đoạn là đèo An Khê rồi đèo Lò Xo này khác nó này đang sửa chữa hay phải đang sửa chữa quan tâm cái đường giao thông hoặc là những cái địa danh mà chúng ta chờ trên hiện tại thì đang có một chút về giao thông đường bộ hóa nếu như mà không may mắn thì có thể là ok đang sửa chữa năm mới mưa vừa rồi. Có một đoạn này thì đang sửa chữa các bạn, cái đoạn đường này sạt lở là các đồi núi mà không có thể là vẫn tiếp tục được. Đến à, họ nói thăng nước tại cái đoạn này đang sửa chữa các bạn, sửa chữa thì máy đang thi công nhưng mà có một chút họ đang cố gắng cắt đường thôi à, có một đoạn này thôi tí một đoạn này đang sửa chữa đang cắt đường mình. Đông người không có về Con Tum không chặt rồi khoai giang một người. Em có Ngọc Hồi. Em có Ngọc Hồi bác. À Ngọc Hồi thôi. Dạ. Đường đi vào cầu con ba biên được chứ bác. Đó, đi okay, lên còn 4 cây số nữa. À vâng, cảm ơn bác nhé. Là cũng giọng Thanh Hóa không? Ờ, nặng Thanh Hóa này. Hoa Thanh Ống. Nghe cái giọng đó là tìm đến nhau liền. Đường bị sạt. Đang đây đang sửa chữa các bạn ơi. Sạt lở. Mốc đường này của mốc. Không đáng kể đâu, cái này thì chắc kiến khách này thôi. Đây, sạt ta lưu dương xuống thôi chứ đường không ảnh hưởng gì cả. Rồi video này đến kết thúc ở đây, tạm thời mình sẽ dừng lại và tiếp tục với video khác.